Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Không biết các bạn có còn nhớ hay không, thế nhưng có một người nghệ sĩ đã từng tâm niệm trong những vần thơ của mình: nếu ngày mai em không làm thơ nữa, cuộc sống trở về bình yên, ngày nối nhau trên góc phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Và nhà thơ đó không ai khác, chính là người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ, Xuân Quỳnh. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn viết thơ, còn những nhịp đập ngân dung trong con tim là còn yêu thương, khao khát với cuộc đời. Và chính vì điều đó mà một trong số những đề tài Xuân Quỳnh đã lựa chọn cho trang thơ của mình chính là tình yêu. Nếu như các em còn nhớ thì có một trong số những bài thơ vô cùng nổi tiếng của Xuân Quỳnh, được coi là bài ca tình yêu tuổi trẻ, đã trở đi trở lại trong lòng của biết bao nhiêu những bạn trẻ yêu thơ ở thế hệ hiện tại, mang tựa đề vô cùng giản dị, đó là Thi Phẩm Sóng. Và ngày hôm nay, ở trong phần audio văn học này, chị rất muốn có thể cùng với các bạn lướt qua về những thông tin chính liên quan tới Thi Phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, cũng như nội dung mà tác giả muốn truyền tải qua những phần thơ của mình các bạn nhé. Đây là một trong số những bài thơ được Xuân Quỳnh sáng tác vào một ngày cuối năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy thì Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những rung cảm đầu đời. Và bài thơ này được in trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968. Có thể thấy giai đoạn năm 1967, năm 1968 là thời kỳ mà cuộc kháng chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt. Cuộc kháng chiến chống Mỹ ấy cũng là một trong những nền tảng để chúng ta có thể thấy rằng bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh không chỉ là một bài thơ nói về những cung bậc cảm xúc của tình yêu hay nói về khát vọng trong tình yêu, mà còn thể hiện cho sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Có thể thấy Hoa Dọc Chiến Hào chính là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào mà Xuân Quỳnh muốn gửi gắm đến bạn đọc. Ở trong bài thơ này bao gồm 9 khổ thơ với hai hình tượng luôn song hành cùng với nhau, đó là hình tượng sóng và hình tượng em. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nội dung chính của 9 khổ thơ này trong phần audio cùng với chị các bạn nhé. Nhắc đến khổ thơ đầu tiên, chúng mình sẽ nhớ ngay về những cung bậc cảm xúc trái ngược mà Xuân Quỳnh đã đề cập đến. Đó là dữ dội dịu êm, đó là ồn ào lặng lẽ, và đó là những cung bậc cảm xúc không chỉ là nét nghĩa ở trong tình yêu, nét nghĩa hình tượng mà Xuân Quỳnh muốn thể hiện, mà nét nghĩa đầu tiên chúng mình cần phải chú ý đến, đó là đây chính là những trạng thái đối cực của con sóng ngoài đại dương. Khi trời yên bể lặng, sóng dịu êm lặng lẽ. Khi phong ba bão tố, sóng dữ dội ồn ào. Và những trạng thái đối lập này luôn đi song hành cùng với nhau, không tách rời. Nét nghĩa thực là như vậy. Vậy nét nghĩa biểu tượng được thể hiện trong những phần thơ của Xuân Quỳnh là gì? Có thể thấy rằng nói về những trạng thái đối cực của con sóng, nhưng đây cũng chính là những trạng thái đối cực chúng ta thường thấy trong tình yêu. Khi bước vào tình yêu, sẽ có niềm vui, sẽ có nỗi buồn, sẽ có hạnh phúc, sẽ có khổ đau. Và những xúc cảm đó luôn luôn song hành đi cùng với nhau, để khiến cho tình yêu trở thành một địa hạt bí ẩn mà bất cứ ai cũng muốn kiếm tìm, bất cứ ai cũng muốn tìm ra quy luật để có thể cắt nghĩa được tình yêu.
Bên cạnh đấy, khi nói về lớp nghĩa biểu tượng của những hình ảnh đối lập này, chúng ta sẽ thấy đó cũng chính là những cảm xúc trái ngược của người con gái khi bước vào tình yêu. Vui ngay đấy, nhưng cũng buồn ngay đấy. Hạnh phúc ngay đấy, nhưng cũng hờn dỗi ngay đấy. Thế nên mới có một nhà thơ đã từng viết rằng: "Em bảo anh đi đi, xanh không dừng lại. Em bảo anh đừng đợi, xanh vội về ngay. Lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em?" Là bởi vì anh ngốc, anh không nhìn vào mắt em. Thế nên anh không hiểu được những ngổn ngang ở trong lòng của em đang là như thế nào. Thế nên đôi khi chúng ta vẫn thường nói với nhau là con gái khi bước vào tình yêu thì thường rất khó hiểu. Và đây cũng là một trong những điều tưởng chừng vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý đang diễn ra trong thế giới tình yêu mà chúng mình thường đề cập đến với nhau. Bên cạnh đấy thì đó cũng chính là sự đối lập trong chính bên ngoài và bên trong của người phụ nữ. Bên ngoài họ có thể là những người phụ nữ, những người con gái rất mạnh mẽ và độc lập. Thế nhưng sâu thẳm bên trong thì họ vẫn chỉ mang trong mình một trái tim yếu đuối, cần sự chở che mà thôi. Chỉ với hai câu thơ đầu tiên thôi mà rất nhiều những lớp nghĩa đã được thể hiện rồi. Đến với hai câu thơ tiếp ở trong khổ thơ này, chúng ta sẽ thấy Xuân Quỳnh đã đưa ra một thông điệp tình yêu vô cùng mới mẻ. Đó là trong tình yêu, người con gái chủ động kiếm tìm tình yêu, theo đuổi tình yêu giống như con sóng, vượt qua giới hạn chật hẹp của sông để tìm về biển lớn, nơi mà mình đích thực thuộc về. Có thể thấy đặt vào hoàn cảnh ra đời năm 1967 thì đây là một trong số những thông điệp thể hiện sự hiện đại của Xuân Quỳnh trong cách viết thơ và cách thể hiện những cảm xúc của mình. Thêm vào đó, chúng ta tạm thời chia tay với khổ thơ thứ nhất để đến với khổ thơ thứ hai trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ở trong khổ thơ thứ hai này, một khát vọng đã được bộc bạch và thể hiện. Đó chính là khát vọng tình yêu. Chỉ cần trong trái tim của những người trẻ vẫn đang đập những nhịp bồi hồi, thì dù đó là quá khứ, là hiện tại hay là tương lai, thì khát vọng tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Đến với khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư, chúng ta tìm thấy một cuộc truy tìm căn nguyên của con sóng, nhưng cũng chính là cuộc truy tìm căn nguyên của tình yêu. Em đứng trước đại dương bao la, trước mặt trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, để đi lý giải, để đi cắt nghĩa tình yêu, tự đặt ra câu hỏi chúng mình yêu nhau vì điều gì, chúng mình yêu nhau từ bao giờ. Thế nhưng cuối cùng em đã thất bại trong cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu đó. Để rồi, điều mà em nhận được, điều mà em tự trả lời cho câu hỏi em đặt ra chỉ là một cái lắc đầu vô cùng đáng yêu. Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Xuân Quỳnh không phải là nhà thơ đầu tiên đặt ra những câu hỏi về tình yêu hay đi truy tìm căn nguyên của tình yêu. Ông Hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu cũng đã từng viết trong những vần thơ của mình: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu." Và đúng như vậy, tình yêu vẫn luôn là một địa hạt bí ẩn với tất cả chúng ta, với muôn triệu con người ở trên trái đất này. Và chính vì điều đó mà có lẽ để rút ra được một quy luật của tình yêu thì chính là quy luật của tình yêu là không có bất cứ một quy luật nào cả. Nó thuộc về ý nghĩa, thuộc về cảm xúc của con tim. Chuyển sang khổ thơ thứ 5, Xuân Quỳnh đã nhắc nhớ cho bạn đọc về một trong số những điều được coi là tín hiệu đầu tiên của tình yêu, chính là nỗi nhớ. Khi mà chúng ta bắt đầu biết nhớ thương một người cũng đồng nghĩa với việc có lẽ chúng ta bắt đầu cảm nắng và dành tình cảm nhiều hơn cho người đó rồi đấy. Bởi vì người ta nói rằng là cội nguồn của tình yêu chính là nỗi nhớ. Đây chính là xuất phát điểm của tình yêu. Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ. Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu. Bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ. Và những câu thơ của Xuân Quỳnh đã chạm tới nơi khắc khoải nhất của trái tim tình yêu, mang theo một thông điệp sóng nhớ bờ và em nhớ anh.
Ở đoạn thơ này thì biên độ của khổ thơ đã được mở rộng từ 4 câu thành 6 câu để Xuân Quỳnh có thể diễn tả cho thỏa, cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ. Và bên cạnh đó, chúng ta còn nhìn thấy ở trong đó là gì ạ? Là hai hình tượng sóng và em đi song hành cùng với nhau. 4 câu thơ đầu, con sóng xuất hiện với nỗi nhớ của sóng nhớ bờ. Đó là một nỗi nhớ bao trùm cả thời gian, ngày và đêm, bao trùm cả không gian, dưới lòng sâu và trên mặt nước. Là một nỗi nhớ mà cuối cùng em đã phải tự tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh. Đó là nỗi nhớ mà trào dâng ra giết ở trong lòng em. Thế nên em phải tự thốt ra một điều rằng lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Một nỗi nhớ xuất hiện cả trong ý thức, trong tiềm thức và cả trong vô thức với cách nói lạ hóa. Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Quỳnh viết về nỗi nhớ. Trước đó thì cũng đã có rất là nhiều những bài thơ Xuân Quỳnh thể hiện nỗi nhớ thương dành cho người mà mình yêu. Và có thể thấy rằng những cái vần thơ đó cũng là những vần thơ đã để lại biết bao nhiêu những ấn tượng ở trong lòng bạn đọc. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Và đó là nỗi nhớ thương được trao gửi. Đó là cái nỗi nhớ thương chân thành và da diết. Để rồi chuyển đến khổ thơ thứ 6, chúng ta thấy được một niềm tin mãnh liệt và tình yêu mà Xuân Quỳnh đã thể hiện. Và niềm tin đó được thể hiện qua khát vọng thủy chung. Dẫu cho đất trời có 4 phương 8 hướng, dẫu cho chúng ta có phải đương đầu với những nghịch lý của cuộc đời thì trái tim của em vẫn chỉ có duy nhất một phương để hướng về thôi. Đó là phương của anh, phương của tình yêu đích thực, phương của khát vọng đợi chờ yêu tin. Chuyển sang khổ thơ thứ 7, Xuân Quỳnh viết về niềm tin mãnh liệt và tình yêu. Vượt qua muôn ngàn những sóng gió trắc trở trong cuộc đời, con sóng sẽ ôm vào bờ cát trắng. Giống như em, vượt qua mọi thử thách, sóng gió, em cũng sẽ tìm đến anh, tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Thế nhưng mà có một điều khác biệt là chuyển đến khổ thơ thứ 8. Chúng ta lại thấy giọng thơ của Xuân Quỳnh chợt trở nên trầm lắng. Có thể là bởi vì bây giờ, những điều mà bản thân Xuân Quỳnh đang mang trong mình chính là những trăn trở âu lo chăng? Em biết đấy là điều đã cũ, chuyện tình yêu quan trọng gì đâu, sự gắn bó giữa hai người xa lạ, nỗi vui buồn em chia sẻ cùng nhau. Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi, niềm đau đớn tưởng như vô tận, bỗng có ngày thay thế một niềm vui. Đứng trước sự mỏng manh của thời gian đời người, đứng trước dòng vũ trụ, thiên nhiên, quay vòng và không bao giờ dừng lại, Xuân Quỳnh chợt cảm thấy lo lắng, bởi vì không biết rằng 60 hay 70 năm cuộc đời của mình có đủ để yêu đương hay không. Đó là những trăn trở đã đưa Xuân Quỳnh trở thành người đàn bà của muôn thuở, giống như tiến sĩ Chu Văn Sơn từng nhận định. Và chúng ta thấy rằng là cái nỗi âu lo này đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong tiếng thơ của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh cũng đã từng viết: khắp nẻo sông đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Và chính bởi quá yêu, chính bởi quá nhớ thương, thế nên Xuân Quỳnh lúc nào cũng mang trong mình một nỗi e sợ về sự mỏng manh của thời gian, về sự phôi pha của tuổi trẻ, những cái lo lắng nơm nớp ở trong trái tim của mình. Và có thể thấy rằng đây là những lo âu mà bất cứ một người phụ nữ nào khi bước vào tình yêu cũng đều mang trong mình những cái xúc cảm như thế. Thế nhưng đứng trước cái dòng thời gian, quỹ đạo của tự nhiên là vô hạn và sự hữu hạn của thời gian đời người, Xuân Quỳnh đã lựa chọn một cái khát vọng để có thể trường tồn vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình qua khổ thơ thứ 9, đó là khát vọng hóa thân. Xuân Quỳnh mong mình có thể trở thành một con sóng nhỏ để có thể hòa vào biển lớn của tình yêu, để có thể hát mãi khúc ca của tình yêu và tồn tại vĩnh cửu như con sóng, như đại dương ngoài kia.
Và chính cái mong muốn này, chính cái khao khát này cũng là cách để Xuân Quỳnh đem tình yêu cá nhân của mình hòa nhập vào cùng với tình yêu tổ quốc, để làm cho tình yêu đó trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, đó là 9 khổ thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và chúng ta cũng thấy rằng là mỗi khổ thơ thì lại thể hiện một cái thông điệp khác nhau, nhưng tự chung lại thì đều muốn nói về, đều muốn bày tỏ những xúc cảm của người phụ nữ trong tình yêu và thể hiện những khao khát hạnh phúc vô cùng chân chính đời thường của người phụ nữ. Xuân Quỳnh cũng đã từng viết trong những vần thơ của mình như thế này: Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Và Xuân Quỳnh đã sống như thế, đã trải qua những năm tháng của cuộc đời mình bằng tình yêu dành cho trẻ thơ, bằng tình yêu của người phụ nữ chân thành, thiết tha và đằm thắm. Chúng ta cảm nhận được sự đằm thắm đó trong tứ thơ của Xuân Quỳnh, và đặc biệt là qua bài thơ Sóng, một bài thơ mang tựa đề vô cùng giản dị này. Khi tìm hiểu về thi phẩm Sóng, chúng ta cảm thấy dường như được truyền thêm một động lực lớn lao để tin tưởng vào tình yêu đích thực, để tin tưởng rằng chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một người phù hợp với bản thân mình, dù có phải trải qua và chờ đợi biết bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Và tình yêu vẫn sẽ như thế, tình yêu vẫn sẽ mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau ở bất cứ thời đại nào. Chỉ cần con người còn sống và trái tim của chúng ta vẫn còn đang đập những nhịp ngân rung, thì khát vọng tình yêu sẽ là khát vọng trường tồn mãi mãi. Các bạn thân mến, trên đây là phần audio về nội dung thi phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị hy vọng rằng với phần audio này, các bạn đã có thể hiểu thêm về thi phẩm Sóng và yêu thêm những trang thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Còn bây giờ thì cho chị Hiên gửi lời chào tạm biệt tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần audio tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!